nhằm thúc đẩy sản phẩm khoa học và công nghệ 4.0 trong thương mại hóa, ứng dụng ngay càng nhiều sản phẩm khoa học công nghệ vào doanh nghiệp và nền kinh tế. Sáng nay, thì vườn ươm doanh nghiệp Sông Hàn phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Mai tổ chức hội thảo vai trò và ứng dụng công nghệ IoT trong doanh nghiệp. Hiện nay, IoT và ứng dụng của IoT đã và đang có tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội và giúp khai phá nhiều rào cản về khoa học công nghệ. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội là không ít thách thức kèm theo, Chính vì vậy, hội thảo lần này tập trung vào các vấn đề về định hướng phát triển công nghệ 4.0 và các cơ chế chính sách cho hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ, vai trò và ứng dụng của công nghệ IoT, trải nghiệm sản phẩm IoT và ươm tạo doanh nghiệp và thương mại hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ. Dịp này, Vườn ươm Doanh nghiệp Sông Hàng đã ký kết tư vấn và hợp tác thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ với công ty trách nhiệm hữu hạng Mai để tiếp tục thúc đẩy phát triển các ứng dụng của IoT vào cuộc sống.